Machu á, Machu đây này. Machu là con này. Đây, Machu đây. Con mèo. X-Men, Machu. Đấy, áo X-Men. Macho tháo kính được chưa? Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Hello hello tất cả anh em nhá. Anh em ơi, chào tất cả anh em nhá. Và ngày hôm nay thì như những thông tin mà anh em đã biết thì bản Hàn update server, ok chưa? Update, big update, ra mắt mùa thẻ mới 24 tốt đét, ra mắt chế độ Euro 24, ok chưa? Đây, đây sẽ là chế độ Euro 24 anh em ơi. Uầy, được chưa, được chưa? Chế độ mới UEFA Euro 24. Đó, đây, được, ui nhiều tiền thế. Được hẳn 180.000 PP, quá đỉnh. Trời đất ơi. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ phải soi một tí 24TS nhá anh nhỉ. Tốt có mono agen không anh ơi? Tốt đét có mono agen không anh ơi? Mono Ganacho ở đây để xem anh em ơi. Chúng ta cùng nhau xem nha. Hôm nay thầy đến vùng đất K-pop à? K-pop thầy cho luôn. Em xem cô farmer với. Rồi anh em ơi, chúng ta xem cùng nhau xem là mùa tốt đét nha. Bắt đầu xem mùa 24 tốt đét nha. Xem là ai sẽ là có cầu thủ có chỉ số tốt nhất. Vâng, thưa anh em. Chú bé, à cậu bé, quên mất. Cậu bé là cầu thủ có chỉ số cao nhất. Một trong những cầu thủ chỉ số cao nhất ở mùa 24TS này. Uầy, 24TS 2/55, thánh truyền bóng. Ớ, nhưng sao cậu bé không có sút xa sút xoáy ta? Phải có thêm sút xa sút xoáy chứ nhở? Ủa, có dataset tiếng Việt rồi mà thầy. Mình sang hẳn server Hàn chứ. Tại vì em phải hiểu là đơn giản đâu có phải là chỉ đơn thuần là update mỗi mùa 24TS đâu. Còn update nhiều cái mà, meta mới các thứ mà. Kylian Mbappe 2/45, đùa. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Vậy thì chốt luôn một câu là mùa 24TI của Mbappe vẫn là mùa đẳng cấp nhất. Chân 4-5, trời đất ơi. Tốc độ thì tất nhiên là vẫn là xé gió rồi. Nhưng tại sao lại là chân 4-5 nhỉ? Harry Kane. Ui, cảm ơn Lê Vĩ Khang nha. Một ngày vẫn thế, vẫn cứ lê thê ngày xong đêm 23. Đấy là 7 năm trước. Đấy là 7 năm trước rồi mà. Sao nick thầy ở Hàn lên mà cao vậy? Nick này đi mượn mà. Mượn của Vũ Mino ấy. Ôi, Harry Kane 117. Đây là ai? Florian Wirtz, một sự bổ sung quá chất lượng cho team Color tuyển Đức và Bayer Leverkusen. Sắp tới đôi khi có thể là team Color Bayern. Uầy, Florian Wirtz 117. Bukayo Saka. Chân 54, không Bukayo Saka, chân 54 thì đúng rồi anh em ạ. Đây anh em ơi, từ từ anh em muốn xem gì anh em cứ bảo tôi là tôi sẽ xem cho anh em hết. Xem qua một lượt đã nha. Finn Foden 117. Xem qua một lượt chỉ số đã nhá. Xong rồi chỉ số tổng quát thì xem sau nhá. Rodri à? Đúng rồi, Rodri 117. ST là Lautaro Martinez 117. Đó, đó là những cầu thủ có dàn chỉ số cao nhất của mùa 24 tốt đét. Gồm có 3, 6, 8 cầu thủ. 8 cầu thủ. 1 của Inter, 2 của 2 của Man City, 1 Bayern, 1 Arsenal, 1 Real, 1 Leverkusen, 1 Paris Saint-Germain. Haaland 116. Vinicius 116, 4.000 tỷ. Ơ nhưng mà sao bên server Hàn xả sớm ấy nhở? Vừa mới ra mà. Ui dồi ôi, lệ rơi xà le. Trần Lâm Ba, phế vật. Messi của tuyển Đức đấy. Mohamed Senna 116. Chỉ số vẫn to đấy chứ. Chân 54 à? Senna này là chân 54 à? Ừ, 54. Son Heung-min 116. Trời ơi, quốc dân. Con trai của Lexon 116 trên 55, kinh khủng quá. Son Heung-min dã man đấy anh em ơi. Granit Xhaka 116. Uầy, có anh Liêm anh Thảo không ạ? Đây để xem. Isco. What? Ui, ghê vậy. Có cả Isco luôn này. Ui, team Calorian anh em nào muốn đổi gió này. Uầy, Isco 116. Cái gì vậy? Bây giờ Isco là một cái tên tương đối lạ đấy. Griezmann. Griezmann 116. Đây là Musiala. Musiala 55 này. Musiala này ngon này. Musiala này anh em là mà đá ngon này. RWB là ai? Frimpong. Đó là Frimpong.
Nhưng mà Vinh Bông này anh em cho lên đá, nếu mà build Leverkusen thì cho lên đá sử RM cho đỡ phí. Leo, Rafael Leo. Ui, chỉ số to đùng đùng luôn. Ơ, bé gạo này. Bé gạo chân 3-5, bé gạo phải chân 4-5 nhỉ. Bé gạo xứng đáng có một cái chân tốt hơn đấy. Ui, chịu rồi. Con vợ này đá ở Girona. Nhưng mà tôi không biết tên anh em ạ, biết đội thôi. Marcus Thuram, siêu tiền đạo, siêu gỗ của tuyển Pháp. Và đây là Oliver Watkins, team color tuyển Anh, khá chất lượng. Calhanoglu cho 5 năm không? 4 năm. Uầy, Calhanoglu này lúc nào cái chỉ số ẩn nó cũng là, đây là De Bruyne của Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Đúng là De Bruyne của Thổ Nhĩ Kỳ luôn này. Truyền tạt bóng sớm này, tạt bóng này, sút xoáy này, kiến tạo này, sút xa này, kiến tạo tiếp này. Đây là truyền dài đấy nhỉ. Bộ chỉ số đúng của Kevin De Bruyne luôn. Quá đẳng cấp thầy luôn. Soi giúp em con Isco với. Đang định đổi sang mùa này mà không biết có xứng đáng không. Xong rồi mà Isco ăn cỏ con. Có liền. Có liền, đổi đi đổi đi. Cộng 5 nét mà. Cộng 5 nét luôn. Savio à. Ồ, cảm ơn anh em nha. Đó, ôi ôi, cộng 131. Lương 29. Lương hơi cao một tí. Nhưng mà nếu mà đá đổi Kiên gió Kiên Lê đã chi phối thầy Lân Lét. Với 10.000 đồng. Cảm ơn Kiên Lê nha. Lần đầu gặp thầy mà tay em run như quẩy sấy. Vừa nãy tôi đang đi lơ thơ ở ngoài đường các bạn Kiên này này. Cảm ơn Kiên nhiều nhá. Câu Palmer anh lạnh này. Sao ít chỉ số ẩn vậy, sút xoáy đâu. Anh Tú chân 53. Veron Icon cộng 5. Xavi Simon chân 53, quá buồn. Con này là con của Bỉ này. Ô à, mở đã, open đã. Chân 55, chạy nhanh. Rồi ôi, siêu tiền đạo của Bỉ luôn. Nếu mà để nói nhá, tiền đạo của Bỉ thì nên chọn open đã. Thật sự luôn. Lukaku thì đá rờ đúp. Takefusa Kubo 5-4 luôn. Giấu tên. Sao mùa tốt ép này ít 5-5 ấy nhở. Ui, Pulisic 2 chân 5-5. Chân đèn kìa. Ui, quốc dân mới cho team chân đèn. Ui, 2 chân 5-5 Pulisic. Chạy nhanh. Ui, Chelsea ơi. Trẻ có thêm một sự bổ sung quá chất lượng luôn. Đây là người Nga. Cái gì nhỉ? Yuri Gagarin à? À, Golovin. Nhầm, Golovin anh em ơi. Ôi, Odegaard 5-4 à? Ui, 5-3. Hình như là Nexon ghét phấn đào. Đây là Inaki, Lý Nhã Kỳ William 5-3 Binbao. Gumazushi phiên bản tắm nắng. Tôi nhớ tên tại vì tôi mở ra nhiều rồi. Gumazushi bản tắm nắng. Đây là Zolatanta 115. IK Gundogan này. Chân 45. Ôi, Gundogan mà lên chân 55 thì thôi nhở. Mấy Barca với cả Man City, Dortmund, Đức. Ui, quá tuyệt vời team color của. Ui, Toni Kroos anh tám nghiệp. Ui, anh tám nghiệp vẫn có mùa trước khi giải nghệ này. Trước khi giải nghệ vẫn có quả mùa Torres đẹp keng này. Sút xoáy, truyền dài, kiến tạo, thánh truyền bóng. Sút xa quá đẳng cấp. Chân quá ngon. Quá ngon luôn đấy. Team color Real là hơi bị lét đấy. Bolifay to đùng luôn. Lukaku phiên bản chân phải. Và đây là Bremer. Ui, chân 52 ạ. Trung vệ chân 52 khó dùng lắm đấy. Nhưng mà được cái chạy nhanh, thể hình đẹp. Bremer này cũng ok đấy. Juventus đấy, được đấy. Bastoni thể hình cũng đẹp này. Chạy hơi chậm. Ui, cậu ấy luôn này. Ui, cậu ấy 5-5. Chạy nhanh. Nhanh thật, 98. Ui, 120 là chỉ số đánh đầu à. Ui. Cậu ấy luôn này, 2-5-5. Đỡ. Julio Alvarez này. Julio Alvarez chỉ số ok chứ. Ui, một sự bổ sung quá chất lượng cho Man City này. Lê Ma Dây A đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui, 5-5 luôn, chọn ai đây? Chọn vị trí với đánh đầu 120 luôn mà mặt cười. Cậu ấy mà, chỉ đứng trong vòng cấm mà. Ai đây anh em? Anh em biết ai không? Đây là ai? Undap á. Chân 5-5 luôn này. 1m79 à? Đá cũng được ấy nhở. Dô béo của Đức à? Nhưng mà chạy hơi chậm. Sao thằng này đã lùn còn chạy chậm vậy? Tưởng lùn phải chạy nhanh chứ. 1m79 ở Đức là lùn rồi nhá. Ai đây? Vãi trưởng mày ơi, sao mày che mặt? Che mặt thì thôi chịu. Người tiếp theo. Osumale Dembele.
Ui, chạy nhanh vãi trưởng. Anh em Đức của ST ngon rồi, con đấy chậm quá. Giọt gì? Giokeret á? Giokeret à? Thế chạy qua nhanh không, không nói điều anh em, hồi cấp 3 chạy nhanh gần nhất lớp. Ngày xưa hồi cấp 3 chạy nhanh gần nhất lớp luôn. Ui, tiền đạo của AZ Ankama 2/55. Sao mấy anh em ít tên tuổi, nhiều anh em 2/55 vậy? Lê Ma Dây A đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Em Khitarian. Thằng phổi bạn. Hả? Gì? Sao tự nhiên kêu thầy thằng phổi bạn vậy Lê Ma? Làm gì mà? Lê Hoan. Lê Hoan Đỗ Kỳ. Ui, Lê Hoan Đỗ Kỳ vẫn chân nó vẫn chỉ số thì vẫn là ngon, nhưng mà có ngon mà mù UT không ấy nhở? Ngon hơn đúng không? Lè lưỡi thì chịu, lè lưỡi liếm cái gì thì không biết. Nhọn. Đô Bích đấy à? À Đô Bích đấy à? Đô Bích đấy à? Tiền đạo của Ukraine đấy à? Trên làm ba. Và ngay phía dưới là Mark Alistair. Ui, hai con vợi giống nhau vậy. Ê, hình như là một ông chọn chụp hai góc mặt đúng không? Sao giống nhau vậy? Anh em có thấy giống không? Đây là hai góc mặt của một người đúng không? Đây là bên nhìn sang trái, nhìn sang phải. Ảo vậy. Sao giống vậy? Cupnia với cả Alistair giống nhau vậy. Có chung bố vậy. Louis ở Douglas Louis. Đúng rồi. Ui, giờ này trí nhớ mình đúng là... Ui, Agnon này. Agnon mùa này có đá được CM nữa không? Ui, Agnon mùa đá CM ngon điên luôn đấy. Douglas Louis, ừ, hy vọng có một con để build MU á. Ơ, MU dễ là chưa thấy ai nhỉ? Ai đây? Pique à? Sao giống Pique vậy? À, con này là con Pellegrini. Số 10 của tuyển Ý. Số 10 nhưng mà chưa thấy làm được gì ở tuyển Ý cả. Ui dồi ôi, MU. Anh Liêm. Anh Liêm của em, 113. 113. 113 là đấy đúng không? 113 là bằng 113 là bằng mùa CC thôi hả? Thế thì anh Liêm này không ăn thua rồi. Anh Liêm 2/55 bằng mùa CC không ăn thua rồi. Không ăn thua, không ăn thua nha. Ui, Bowen 2/55. Ui, tuyển Anh này, quá ngọt. Theo Icon này. Ui. Theo thì vẫn như vậy thôi anh em ạ, vẫn ghê. Ơ, Gabriel, con này chắc chân 52 quá. Arsenal mà, mặc định luôn, Arsenal mà. Ui, Aubameyang. Ui, Aubameyang có một tốt đét luôn, 113. Và đây là, ui, Angel Di Maria, chú nghiện. Dante, sao Dante đá bao nhiêu lâu không nghỉ à? 83, đây là 24. Ui, 41 tuổi, đúng nhỉ? 41 tuổi thôi, 41 tuổi vẫn có một tốt đét, không nghỉ à? Ôi sao 41 tuổi vẫn đá bóng mãi vậy? Sao? Vlahovic mặc áo Serbia luôn. Con này là Saliba đúng không? Saliba chắc chân 53. Hàng Arsenal mà dễ đoán. Hàng Arsenal nhá. Chỉ chân 53 với chân 52 thôi. Dễ ợt. Đoán được liền. Dễ thiệt. Cứ mặc áo Arsenal auto đoán được. Con này là Konate à? Chắc 53. Ben White à? Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. 51 kia vậy? Thầy không biết à, 41 tuổi mới là đỉnh cao đời người. Cảm ơn anh Tú nhiều nha. Ui, một trong những cầu thủ hiếm hoi mà áo Arsenal được chất 54 này, đó là anh Bạch Ben. Ben White. Ben White chỉ số đẹp đấy chứ. Minamino à? Sao trông khác vậy? Vẽ trưởng Minamino nhìn khác vậy. Tưởng ông diễn viên nào chứ. Ui, Minamino bằng tuổi tôi á. Vãi thằng Minamino này xem 95 này. Ảo ấy. Sao nhìn như ông chú vậy? Rudiger. Rudiger luôn mà. Uầy, Rudiger mùa tốt đét. Lương 26, quá đẹp. 119, quá đẹp, quá đẹp. Van der Ven này. Van der Ven chạy vẫn nhanh nhờ. Araujo ấy. Barcelona này, ui trung vệ Barcelona ngon luôn này. Araujo 24 tốt đét, đẹp keng này. Ai vậy? Anh Thảo. Sao anh Thảo đâu có chỉ số ẩn dễ chấn thương vậy? Anh Thảo. Sao anh Thảo bị chia chấn thương? Thánh truyền bóng của anh đâu? Sao anh mất thánh truyền bóng rồi? Sao anh trông sao bây giờ các anh già thật rồi? Sao nhìn chỉ số các anh buồn vậy? Lacazette. Ui. Team Calo Arsenal hiếm hoi chân 55, hiếm vãi trưởng. Lacazette. Ơ, tuyển Ý này. Trung vệ đang chơi rất hay cho tuyển Ý này. Mà tôi quên mất tên rồi. 54 luôn mà, chân 54 ngon đấy chứ. Leyma đây rồi, 110. Leyma 110 ạ. Bài trưởng nhìn thế này mà 68 cân. Thế này phải 78 cân.
vẫn có Lema 110. Đây mới là hôi cúp Ả Rập đẳng cấp này. Kevin đỡ bỏ Royler không có luôn mà. Không có mùa luôn. Tin chuẩn luôn, Kevin sẽ không có mùa 24 Totet. Và mùa 24 Totti sẽ là mùa ngon nhất của Kevin. Phòng thay đồ xem có gì không á. Ok. Đây, phòng thay đồ đây. Không vào đâu. Mùa sau thầy có chắc suất STV không ạ? Cảm ơn nhà đồng hành nhá. Hay không tích điểm quốc tế nữa thì không còn kim bài miễn tử nữa. Ok, này thì vẫn phải ấy chứ, mình phải cố gắng chứ. Nhưng mà còn tích điểm top 4. Còn dấu điểm tên, dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Quên mất còn tích điểm top 4 em mùa sau. EU24 với. Crut EU24 đó. Không có đâu nhá. Không cập nhật cầu thủ mùa mới đâu. Không cập nhật thêm cầu thủ cho Euro 24 đâu. Không có nha anh em ơi, tin chuẩn không có nha. Có nghĩa là những cầu thủ mà ở mùa EU24 sẽ không bổ sung thêm. Không bổ sung thêm nha. Sau báo đây này là chúng ta đã hiểu rồi. Là những cầu thủ nào có mùa EU24 thì chỉ có bấy nhiêu thôi, không bổ sung thêm ai khác. Mini Fay á. Nhật Hoàng làm IT đã chỉ phối thầy Lân với 10.000 đồng. Xem Mini Fay có thay đổi không nha. Thầy cố gắng cũng thế thôi thầy ạ. Em chào mừng thầy đến với X-Men. Line up gồm Lee Harry, Minh A, Sang Junior, Tuyền Quay Lân. Ok la luôn mà, vẫn cứ là ok la luôn mà Nhật Hoàng ơi. Có thay đổi không nhỉ? Hình như có thay đổi đúng không? Có thay đổi không ta? Sao mấy con này không thay đổi ta? Không à? Vãi biểu. Vãi hưởng Saka chứ áo quần kiểu gì không có tí logo nào này. Không thay đổi Mini Face đúng không? Vẫn ảnh thờ à? Ừ nhỉ, vẫn như cũ mà. Hoi Be này. Có mấy mấy con vợ nổi tiếng thế lại không có thay đổi. Sao Thụy Sĩ lại bị mất bản quyền à? Hay gì mà sao không có logo trên người vậy? Mitrovic. Có thay đổi gì đâu. Chả thay đổi gì. Chả thay đổi gì anh em ạ. Ramut Hoylun đúng không? Đây rồi, Ramut Hoylun. Ui, đã có phải in game của Ramut Hoylun nha. Ramut Hoylun, đó anh em ơi, lý do tôi sang server Hàn mà không xem ở trên mấy trang web, đó là như vậy. Đó, đẹp trai, thời trang, ok chưa? Doku à? Doku, Jeremy Doku. Doku. Ui, quá lét. Quá bướng. Có phải in game luôn nha. Ôi, được chưa? Easy Fox. Kiwior. Đây đúng không? Ui đẹp trai luôn. Mặt luôn chứ còn gì nữa. Đây, Adam Guler. Ok chưa? Led chưa? Mặt thật luôn. Có luôn nha. Có luôn nè. Stanisic. Đây đúng không? Vãi nhờ ông chú đâu đây? Chưa có anh em ơi. Ông chú đâu đây? Mitoma có mặt chưa ta? Có mặt luôn này. Ê, Mitoma có phải in game rồi này. Có rồi anh em ơi. Garnacho có phải in game rồi mà. Sao cứ bắt sớt vậy? Garnacho tóc trắng có gì? Garnacho có lâu vẫn vậy còn gì. Garnacho mặt đây mà thật còn gì. Calafiori à? Calafiori khả năng chưa có mặt. Tại vì sao? Tại vì mới xuất hiện trong game, khả năng chưa có mặt. Đây là mặt cũ của Van der Ven mà. Thêm tóc thôi anh em ơi, chưa có mặt được. Đây là Van der Ven face hiện tại mà. Van der Ven đổi face cho Calafiori nhá. Thêm cả tóc dài. Macho đây là ai? Macho là con này. Đây, Macho đây. Cơn miệng. X-Men Maestro. Đấy, áo X-Men. Maestro tháo kính. Được chưa? Cô Will á? Lewy cô Will có chưa nhỉ? Lewy cô Will về trước chưa có phê này. Ôi, có phay in game rồi này. Ừ đúng rồi, có update thêm phay in game của một vài cầu thủ nha. Lewy Kowil, chính mặt này luôn. Mặt này chuẩn luôn anh em ơi. Giặc sợ Petrovic á. Petrovic, có Petrovic đi. Đây đúng không? Có Petrovic thì có mỗi mùa mà. Ôi, thế mà cũng có phay in game này. Đẹp keng luôn. Petrovic có phay in game luôn này. Lét luôn. Boniface này.
đây là có mặt chưa nhỉ? Hình như là chưa đúng không? Hình như mặt này không phải đúng không? Soi qua cái bảng xếp hạng với sơ đồ bên Hàn đi thầy ạ. Ờ hợp lý nhỉ. Tranh thủ ngồi xem qua cái bảng xếp hạng rank bên Hàn anh em ơi. PGN top 1 là PGN 4222. Cân bằng chuyền dài 6467. Ờ đúng luật mới luôn này. Ê hey, đúng luật mới luôn này. 33 không tham gia tấn công à? Với cả luôn luôn trồng cánh. Đây là bám biên chọc khe. Xẻ nách chạy chỗ. Cơ bản nó ấy. Luật cầu thủ mới luôn. À luật giống với luật giải mới luôn. Hay là nhờ. Top 1 xây vào Hàn. Top 1 xếp hạng xây vào Hàn. Ok. Một chú. Người tiếp theo. Hay đấy. Đây là đang đi du học. Vua ăn cắp. Nghe nặng nề không? Đùa. Người ta đi du học bảo người ta là thằng vua ăn cắp. Đây luật mới sao này. Cân bằng luôn. Cân bằng 5 năm, 8 năm. DP2 à? DP2 là luôn ở trên à? Hay luôn hỗ trợ phòng ngự nhỉ? Cái DP2 là gì nhỉ? Cái DP2 của tiền đạo này là luôn ở trên đúng không? Đây là tập trung trung lộ với cả tham gia tấn công. Ba con này để di chuyển tự do, ba con này để trồng cánh. Hàn Quốc đang mùa xuân đấy thầy. Cân bằng chuyền dài à? Thế giới lần nữa cho sướng. Ờ, cân bằng chuyền dài. Nhắc đến cảm ơn Dương nhá. Có bài ca Nùn cố chí, tố dố trổ dô, tô trồ gươm xích ngố lố trồ dô, bù cù xí đa, bú cù xí đa, bù cù xí đa, bú cù xí đa. Con mẹ, em Dương ơi. Thế cái này là chuyển trạng thái nhanh đúng không? Cái dòng tấn công là chuyển trạng thái nhanh đúng không? Chuyển trạng thái nhanh. Uầy, vợ này có quả team Villarreal dị nhờ. Đây là team color Villarreal đấy. Ờ, Buendia này. 137 ạ. Vãi chửng ghê. Đây là cái huấn luyện viên anh em phải dùng của huấn luyện viên này này. Sao bên Hàn nó hay có cái huấn luyện viên này vậy ta? Huấn luyện viên này nó mới là kinh khủng nhất của tiền đạo này. Nó bước 1 chuông xâm nhập vòng cấm. Nó là kinh khủng luôn đấy. Luật mới luôn này. 5557 ạ. À, hình như 5557 là bây giờ là meta đấy. 5557 là cân bằng chuyền dài. Đúng không? Con vợ kia vừa lấy cũng để 5557. À, hóa ra là như vậy. Team này là hay này. Sao thằng này lại để 74? Sao không để 5557 nữa? Lừa. Đây mới đúng. Đây. 67, nói chung là cầu thủ trong vòng cấm phải là 7 nhá. Cầu thủ trong vòng cấm phải là 7 đấy. Đây là Paulo Vilche à? Ừ đúng rồi. Ui, mùa GLM cộng 8 ạ. Thế sao không đá con này cộng 8 luôn? Lập xịt à? Ui. Quả team Juve à, team ATM đẹp phết nhở. Cộng 8 gắn được chỉ số ẩn phải không thầy á? Hình như là thế thôi. KT này. KT nào đây? Đây là ai? Ui, Juve này, đẹp chưa? Hình như đây là... Ơ, đây là bé Chan à? Bé Chan này. Cái chiến thuật đội này là đúng bé Chan rồi này. Chính xác luôn. Đây là người vô địch cá nhân của Hàn giải vừa rồi. Cái đội hình này là biết, nhìn cái sơ đồ này là biết. Tại vì tôi có Chan. Còn team Ý đẹp nhờ, đây là tuyển Ý chứ. Vừa Ý vừa Juve. Ơ đá cái này đội hình của ấy. Chan này dễ đá phết đấy. Cân bằng nhá, để cân bằng nhá. Đấy anh em nào cần thì anh em dùng đi. Uầy. Vợ này có quả team Real đẹp thế. Uầy. Mà có 252 lương này. Dã man chưa. Ai đây? Vinicius 23 UCL cộng 8. Cậu bé 23 UCL cộng 8. Benzema cộng 8, DC cộng 8. Anh Liêm CC8. Vinicius chỉ số to nhất mà. Chạy 150. Mày đỡ. Uầy chạy kìa. Kinh vãi. Ơ mình vừa xem thằng này mà. Genji này. Chovy à? Chovy là team color gì đây? Southampton. Đây là team color Southampton. Alan Shearer cộng 8 luôn. Dusan Tadic cộng 7. Đấy, 57 tấn công phải là 57. 57 anh em nha. Toàn team dị ở bên Hàn nhiều tuyển thủ chơi team color dị lắm.
Đây này, Arsenal này, cái dị này. Iobi đá hậu vệ cánh phải. Được chưa? Cesc Fabregas. Lacazette. Cậu ấy 60 gì đấy, ITM 05. Phải là quả Arsenal này cay thế. Quả Arsenal này sao nhìn cứ cay cay ấy nhỉ? 4231 hình như đang là meta bên Hàn ấy sao ấy. Ai sử dụng với sao ấy. Tôi thấy ai đá 4231 luôn. Hay là nhỉ? Hay là đấy. Thôi đi mở thẻ đi. Xem vậy hiểu được rồi đấy. Xem vậy cũng hiểu tương đối rồi đấy. Cũng hiểu khá khá về meta rồi đấy. Xem qua vậy hiểu rồi.